Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm nay là ngày 3 tháng 11. Nếu chúng ta để ý thì vào ngày 3 tháng 11 hàng năm, giáo hội kỷ niệm hay nói nôm na là giáo hội mừng kính thánh Matino de PORRES 3 tháng 11. Con sinh ra tại Sài Gòn ở quận 3, cho nên con thường có cơ hội đến với nhà chồng Đa Minh ở trên đường gọi là bây giờ nó gọi là Lê Văn Sĩ đó, ngày xưa là đường Trương Minh Giảng, là đường gì Lý Công Lý. Thì thường con đến trong nhà chồng Đa Minh đó, và con có ghé qua tượng Đức Mẹ, và kế bên tượng Đức Mẹ hay là nhìn lại thì chúng ta thấy có ảnh của thánh Matino. Mà lúc còn nhỏ như các cháu ở đây, con thường đến chụp ảnh và con thấy mọi người cũng đến chụp ảnh thánh và khấn, thì con cũng khấn, con cũng xin ơn, xin ngài ban ơn, nhưng mà không biết nhiều về ngài lắm. Cho đến khi vào năm 2013 gần đây thôi, Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta có đại hội giới trẻ ở bên Brazil, và dịp đó con ở tại giáo xứ Panama, và con có đến đền thánh Matino khi mà có cơ hội đi đại hội giới trẻ ở bên Brazil. Ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến ngài, và chúng ta cũng cầu nguyện hướng với ngài, và con cũng xin mượn cuộc đời của ngài để lòng vào câu chuyện phúc âm mến Chúa yêu người. Nếu nói đúng hơn, ngài sanh vào thế kỷ thứ 16, và chúng ta để ý thì lúc đó là những người Tây Ban Nha ở bên châu Âu họ thống trị đất nước Peru, và vì thế nên có những người quý tộc ở Tây Ban Nha họ đến và họ truyền đạo, và đồng thời họ lập gia đình với những người địa phương ở nước Peru. Nhưng chớ chiêu hay, có những người ở những nước lân cận và họ thuộc về thành phần là những nước mà gửi người đi làm nô lệ cho nước Peru, cho những người quý tộc Tây Ban Nha. Và mẹ của thánh Matino là một người đến từ nước Panama. Và nếu chúng ta chú ý hơn chút xíu nữa, vào tháng Giêng năm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến nước Panama để long trọng cử hành đại hội giới trẻ. Và mẹ của thánh Matino xuất thân từ nước Panama đi về Peru để đặc nghiệp, và cơ may không đến để đưa mẹ của ngài gặp một chàng quý tộc Tây Ban Nha, và họ đã kết duyên với nhau. Vì mẹ của thánh Matino người gốc da đen, vì thế khi sanh ra Tây Ban Nha với đại Peru, sanh ở đại Peru và mẹ là Panama, cho nên thánh Matino mang một dòng máu Lai, con Lai, không phải là người tại Peru. Và vì mang dòng máu con Lai đó, còn mang thêm một chất màu da là màu da đen. Và ở cái xã hội thời đó, đối với những người này thuộc cái tầng lớp nô lệ, và cũng là bị kỳ thị chủng tộc nữa, cho nên thánh Matino ngay từ hồi nhỏ, 8 năm đầu trong cuộc đời của ngài, cha của ngài là người quý tộc không nhận ngài là con ruột của mình. Và vì thế trong tờ khai sinh không có tên cha. Nhưng mãi về sau khi sanh thêm một người con thứ nhì thì ông mới chấp nhận, vì thế người con thứ nhì cũng có dòng máu Lai và màu da đen, cho nên ông mới chấp nhận thánh Matino là con ruột của mình. Và sau đó, sau khi nhận hai người con, là ông từ bỏ người mẹ và trở về Tây Ban Nha sinh sống. Thánh Matino ngay từ nhỏ đã bị liệt vào hàng nô lệ và bị kỳ thị chủng tộc, và sống một cuộc đời không có cha và rất là nghèo. Vì thế mẹ của ngài mới gửi ngài vào dòng Panama.
thầy dòng Panama dạy cho ngài một cái nghề mà ở thời đó thôi, thời này không còn nữa, là nghề đi lấy máu giúp cho các người nghèo và tiêm thuốc, chích thuốc và cũng giúp cho các người nghèo nữa. Và từ đó ngài có một cái lòng mến những người bị liệt vào hàng nô lệ, những người nghèo, những người đau khổ, những người bị bệnh danh và bị thị phi chủng tộc. Và ngài sống ở cái tuổi thanh thiếu niên đó hoàn toàn cho những cái người khốn khổ vận cùng đó. Và trong cái cuộc sống của ngài, lúc nào ngài cũng sống gọi là khổ ngặt và theo gặp khuôn của các thầy dòng Panama. Và đến một lúc mà các thầy dòng quyết định là phải đưa ngài vào nhà dòng thật để mà khấn để trở thành thành viên của hội dòng Panama. Cuộc đời còn lại của ngài, ngài là một thành phần chủ chốt thành lập các hội cô nhi viện để mà giúp cho các trẻ mồ côi hoặc là trẻ sơ sinh, và tiếp tục sống như vậy để giúp cho những người bần cùng trong xã hội. Và cuối cùng ngài được mệnh danh là một thánh, mà thánh được có thêm một cái tính từ là thánh bần cùng trong tất cả các thánh nam nữ trên trời. Thánh Martino, ngài đã sống đúng điều răn của Chúa Giêsu Kitô mời gọi tối hôm nay, sống mến Chúa và yêu người. Nói đến mến Chúa yêu người, trong tháng 11 và đặc biệt là chiều hôm qua con có chia sẻ, chúng ta tiếp tục sống cái tình thương mà chúng ta san sẻ cho những người đang còn sống với chúng ta ngay từ bây giờ. Đừng đợi đến lúc mà họ ra đi rồi lúc đó chúng ta tiếc nuối. Tháng 11 giáo hội mời gọi chúng ta hướng về các linh hồn, những linh hồn được Thiên Chúa chúc phúc và khi qua đời đã sạch tội và được ân sủng Thiên Chúa, các linh hồn trở về trời và là thánh ở trên nước thiên đàng. Tuy nhiên chúng ta còn một số các linh hồn vì lỗi lầm chưa chuộc hết nên tiếp tục trả những cái lỗi lầm này ở luyện ngục, và sau một thời gian thanh luyện các linh hồn này cũng từ từ trở về quê trời để làm thánh. Những linh hồn này có thể là ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc hoặc là bạn bè, những người thân của chúng ta, hoặc là các anh chị em trong cùng một họ đạo. Tuy nhiên cũng có những linh hồn mồ côi chúng ta không biết tới, và chúng ta cũng có thể làm những công đức để chúng ta chuộc cho các linh hồn này trở về quê trời. Đó cũng là điều mà chúng ta thực hiện mến Chúa yêu người.